Xin lỗi đại chúng điện thoại. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2013. Thưa các vị, là đa phần những người Phật tử thì quen với truyền thống niệm Phật, quen với các truyền thống tụng kinh. Thế nhưng mà thiền tập chừng như các vị còn rất là bỡ ngỡ. Rồi có khi mình thì cứ hiểu lầm rằng là các vị đã từng tu tập rất nhiều nơi, cho nên đôi khi mình chia sẻ những cái vấn đề nó rất là chuyên môn. Và cái điều này có khi nó gây trở ngại cho một số các Phật tử mới làm quen với việc tu tập. Do vậy cho nên mình nghĩ rằng thôi hãy dừng cái chuyện niệm thân hành ngang đó, để chúng ta nói chuyện về những vấn đề nó khá là thường thức, khá là bình thường trong cuộc sống này, để cho các vị làm quen thôi. Kỳ thực thiền tập nó vô cùng là đơn giản, và mình đừng nghĩ rằng cái công phu tu nó là cái gì là khó khăn ghê gớm và nó chống trái với các pháp môn khác. Cái ý niệm đầu tiên là các vị lấy đi cái sự khó khăn của tu thiền trước. Tức là đừng nghe các thầy trong truyền thống Tịnh Tông bảo rằng tu thiền dành để căn cơ bậc thượng mới tu được. Không phải như vậy. Và mình phải nghĩ rằng cái nền tảng của Đạo Phật là tu thiền trước cái đã. Kỳ thực cái điều này nó rất là đúng. Ví dụ như mình nhìn cuộc đời Đức Phật, coi Đức Phật niệm Phật nào mà thành Phật. Thế thì ngay cái bản thân của pháp môn tu để thành đạt một sự giác ngộ là từ con đường thiền tập. Cho nên nếu có một thầy nào hay là một truyền thống tu nào bài bác về chuyện tu thiền, thưa các vị, đó là truyền thống phi Đạo Phật, tức là ngoài Đạo Phật. Chứ còn nếu là người tu tập Đạo Phật thì người ta phải biết rằng cái nền tảng vô cùng căn bản của Đạo Phật là thiền tập, chứ không phải là cái gì khác cả. Đó là điều thứ nhất, để mình lấy đi cái ý niệm về tu Phật mà tu thiền rất là khó. Điều thứ hai, nó vô cùng dễ hiểu, đó là thế này. Đó là nếu Đạo Phật chỉ có một cái sinh hoạt như là niệm Phật nè, làm lành nè, ăn chay nè, và cầu xin về cảnh giới Phật vân vân, thế thì Đạo Phật không khác với Kitô, không khác với Hồi giáo là bao nhiêu cả. Nhưng sở dĩ cái nét đặc thù Đạo Phật nó có mặt không phải cái chuyện là cầu xin về Đức Phật không, mà nó vô cùng quan trọng, đó là chứng nghiệm được an lạc hạnh phúc hiện tiền, giải thoát hiện tiền. Cho nên nó rất là khác biệt với các tôn giáo khác, và nó tồn tại tới hôm nay. Được người ta gọi là Đạo Phật là một đạo trí tuệ là một, từ bi là hai, có khả năng đáp ứng được cho cái đời sống văn minh của con người trên đất nước này là ba, là do vì cái nét khác biệt là thiền tập của Đạo Phật, chứ không phải là nét khác biệt đó là những cái phương pháp như là cầu xin van vái lễ lại niệm Phật, hướng về Đức Phật để xin về cảnh giới nọ, van xin khấn giá gì cả. Cái đó Đạo Phật, cái đó thì tôn giáo Mỹ có thừa, Tây châu phương, châu Âu người ta đã có thừa, không cần Đạo Phật có mặt. Thế cho nên cái sự khác biệt của Đạo Phật tạo thành điều thứ nhất là cái nét cao quý, điều thứ hai cái nét thần tiễn, điều thứ ba nó không có bị loại trừ do nền văn minh phát triển. Đó là cái sinh hoạt thiền tập, chứ không phải là những sinh hoạt khác. Các vị hãy lưu ý điều này.
Bằng không thì các vị nghe các thầy truyền đạt về cái pháp hành trì là tu thiền rất khó, dành cho căn cơ bậc thượng phải niệm Phật tu mới được, thì các vị nghe các vị bị chao đảo tâm thức, trong khi hãy nhận diện rằng chúng ta sinh ở nơi vùng đất này, ta tiếp xúc ánh sáng văn minh của một xã hội phát triển. Thế thì cái gì mà mình chứng nghiệm được bằng khả năng suy nghĩ, bằng khả năng luận lý, và nó vô cùng thực tiễn, mình nếm được thì mình tin, chứ còn không có cái chuyện tin mù mờ. Không phải cái chuyện trong quá khứ cách đây 50 năm mình là người quê dốt, vụng về, không đọc sách, không suy nghĩ, không tiếp xúc với nền văn minh, là ai nói chi mình tin đấy. Cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên xác định đó là nền tảng căn bản của Đạo Phật đó là thiện tập. Điều thứ hai, sở dĩ Đạo Phật còn có mặt tới hôm nay là từ con đường thiện tập. Điều thứ ba, Đạo Phật đáp ứng được cái nhu cầu phát triển tâm thức quần chúng song song với phát triển của nền văn minh khoa học kỹ thuật hiện đại là thiền tập, chứ không phải cái chuyện là cầu xin về nước nọ nước kia gì cả. Và cái điều cuối cùng là cái công phu thiền tập là một cái công phu nó vô cùng thực tiễn, ứng dụng ngay đời sống hiện tiền, nếm trải được là người đó thấy được cái hiệu quả đến với tự thân tâm. Cho nên nó vừa thực tiễn, vừa cụ thể, vừa nếm trải được hiện tiền, chứ không phải là cái mù mờ xa vời gì cả. Đó là mình định nghĩa về thiền tập, nó có công năng và nó đi theo cái chiều dài phát triển như vậy. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái nhu cầu thiền tập nó càng lớn đối với chúng ta trên xã hội Tây Phương nha. Các vị hình dung rằng cũng cùng là những đất nước phát triển, nhưng mà Canada cái đời sống họ nó chậm hơn chúng ta rất là nhiều. Tức là nó không có bị áp lực của đời sống đè nặng trên tâm thức chúng ta. Úc Châu hay là các quốc gia châu Âu, một vài quốc gia mình chưa biết như là Đức vân vân thì mình chưa biết, nhưng mà riêng Đức Pháp thì cái điều rất rõ ràng là cái nhịp sống ở nơi đó nó không có tất bật, nó không có làm áp lực nặng trên đời sống của các vị giống như ở Mỹ. Ở Mỹ này đời sống xã hội nó cuồn cuộn vậy. Và nếu mà chúng ta không có một chút tu tập đó, thì cái sự căng thẳng nó rất dễ phát sinh. Lo tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền ga, tiền nợ, tiền nần, tiền xe, tiền cổ, vân vân, mọi thứ tiền. Và thưa các vị, nó đến rất là nhanh nghe. Mình trong tới tháng lãnh lương thì lâu, nhưng mà một tháng nó đến để trả nợ thì nó rất là nhanh. Tôi không biết có vậy không? Chắc có chứ ha. Rất đúng, phải không? Mình làm, mình trong cho từng ngày qua để mình lãnh lương thì nó ít, nhưng mà cái tiền nợ nó đến từng ngày thì rất là nhanh, và không có cách gì anh giải thoát được nợ nần đến nước Mỹ này cả. Có một cái nhà là một nỗi lo, có một cái xe là một nỗi lo. Đời sống một mình, tức là đời sống độc thân là một nỗi lo, rồi đời sống gia đình thì nó chồng thêm hai nỗi lo, rồi tới chuyện sinh con thì nó chồng ba nỗi lo, bốn nỗi lo, chứ không có đơn giản. Con còn nhỏ ta có nỗi lo của những đứa con còn bé, nhưng khi mà con lớn thì cũng có nỗi lo của người làm bố làm mẹ khi có con lớn. Rồi làm ông làm bà tới tuổi già về hưu rồi thì có nỗi lo tất nhiên của người ông người bà, chứ không hề một người nào trên xã hội Mỹ này mà nhẹ nhàng cái gánh nặng với áp lực của xã hội cả. Mình nói một chút về cái điều kiện sinh hoạt nơi đây để các vị thấy là muốn cân bằng thân tâm, muốn ổn định thân tâm, muốn loại trừ bớt những cái tải trọng nó đè nặng trên tâm thức thì không có con đường nào bằng con đường các vị thiền tập cả. Nó làm lỏng, làm nhẹ, làm thư giãn bớt hệ thần kinh của các vị xuống. Rồi nếu mình nói rằng là tu những pháp môn khác cũng giống như vậy thì nó không đúng. Tại sao? Pháp môn khác gần nhất lên như là pháp môn niệm Phật. Các vị hình dung rằng đầu của mình nó đã quay cuồng, nó đã rất là chật chội, nó đã lo âu, sống tâm thức nó luôn là cất lên rất là cao thế này, rồi mình lại nhồi nhét vô cái tiếng niệm Phật như tụng thầm danh hiệu Phật, tụng liên tục. Thế thì các vị làm cho tâm thức của các vị nó thành một bãi chiến trường, chứ không ít lợi chi nhiều đâu. Trong khi đó, thiền tập đó là một pháp môn buông lỏng mọi thứ xuống cho nó nhẹ nhàng, thư giãn thân, và thư giãn thân thì thư giãn tâm nó đến đó.
cái nguyên tắc này nó vô cùng là căn bản thôi. Ví dụ như các vị làm bộ các vị trợn mắt phùng mang, các vị nổi sân thì tâm các vị nổi sân theo. Rồi các vị tươi cười một chút thì lòng các vị thư giãn, các vị tươi cười theo. Thế thì mình chỉ cần làm một việc đó là nhắm mắt lại, ra lệnh cho thân tôi thư giãn, thân tôi thư giãn, từ trên đầu tôi thư giãn cho tới gót chân tôi nó thư giãn theo cái lệnh từ tâm thức mình ra. Tức là cái ý thức của mình nó tác động, nó ra lệnh, nó chỉ đạo, nó biểu là thân mi phải thư giãn. Và mình cứ lặp đi lặp lại từng tràng ý thức là hãy thư giãn, hãy thư giãn, thì thân mình nó nghe, nó thư giãn. Và điều này nó là cái việc vô cùng là tự nhiên, chứ không có gì khó hiểu cả. Có những cái cơ thể ta vừa sinh ra thì nó được mã hóa sẵn, cho nên không cần ra lệnh. Ví dụ như không cần ra lệnh mà tim mình vẫn đập, không cần ra lệnh mà máu mình nó vẫn luân lưu, không cần ra lệnh nhưng mà khi thức ăn đi vô thì toàn bộ nội tạng các vị nó làm việc, phải không? Đó là nó đã được mã hóa lúc các vị vừa sinh. Có những điều các vị không có mã hóa nó sẵn trong cái lúc vừa sinh mà các vị ra lệnh cho nó ngay bây giờ, biểu rằng mi hãy đứng dậy, mi đi vô trong bếp lấy nước, thì nó nghe lời, phải vậy không? Thế thì mình ra lệnh là thân thư giãn thì nó thư giãn. Do vậy trong cái hoàn cảnh xã hội như thế này thì thiền tập nó không làm cái việc căng thẳng, nó khác với các môn khác là nhồi nhét thêm vô. Còn pháp môn thiền là buông xuống, cho nên làm cho thân ta thư giãn được nè, rồi tâm ta thư giãn được nè. Thế thì các vị mới có thể tồn tại được trong cái xã hội mà cái nhịp sống của nó cuồn cuộn như xã hội Mỹ. Mình qua Canada mình không cần nhìn đâu nhiều nha, mình thấy cái thùng rác của người ta là mình biết đời sống nơi đó nó nhẹ hơn mình rất nhiều. Thùng rác ta chút xíu à, nhìn cái thùng rác của những nhà cửa Mỹ thì biết ba thùng, phải không? Thùng nào cũng to cả và đầy hết, thì biết rằng là cái lượng tiêu xài mua sắm của các vị nó rất là nhiều, cho nên mỗi một tuần á lật bật là các vị phải đẩy ba thùng rác lớn như thế. Và rác ra nhiều có nghĩa là gì? Tiền ra nhiều, thu vô nhiều, xài nhiều, và xã hội nó bắt như vậy đó. Thế cho nên thưa các vị, không có một phương pháp nào tốt bằng hành thiền cả. Tại vì hành thiền các vị mới cứu được cuộc đời các vị trong một cái xã hội nó đầy áp lực như thế này. Thế cho nên cái điều thứ hai thưa các vị là trong điều kiện xã hội của chúng ta nơi đất nước văn minh này, nếu các vị không tu, nếu các vị không có một pháp môn để thiền tập, nhất là người trẻ, thì các vị sẽ làm một việc đó là tóc rất mau bạc, bạc rất sớm, lo âu. Và điều thứ hai nữa là có khi mình lâm vào cái tình trạng quẫn trí, và rất nhiều người quẫn trí và nhìn thấy những người Mỹ nó nổi khùng, nó xách súng nó giết người đó, là do vì không có một pháp thực tập để làm cân bằng thân tâm, cho nên nó đưa đến cái tình trạng quẫn trí, nổi khùng điên rất là dễ. Sở dĩ người Việt ít có quẫn trí, ít nổi khùng điên là tại sao? Tại vì cái đầu của họ, cái năng lực chịu đựng nó rất là mạnh so với người Mỹ nha. Ta đã đi ngang qua những cuộc chiến tranh, trong máu của ta nó có một cái gen di truyền chịu đựng cũng vô cùng giỏi. Ông bà ta đã từng kinh ngang qua chiến tranh hoạn quả, đau thương, đất nước chia rẽ và thù hận ngập tràn, nào bom nào đạn đổ đầy trên quê hương hết. Ta đã từng chịu đựng cái nỗi nhục nhằn lớn hơn người Mỹ gấp 100 lần cho mình. Thế cho nên cái năng lực chịu đựng của người Việt còn rất giỏi. Thế thì con em ta cũng chịu đựng rất giỏi. Chứ còn người Mỹ thì đụng tới nó một chút là nó tổn thương nặng lắm, nó khổ nổi khùng nổi điên và nó giết người là như vậy đó. Thế thì thưa các vị, không có một pháp hành trì nào nó làm cho các vị buông lỏng những cái tải trọng đè nặng lên tâm thức các vị bằng con đường thiền tập cả. Và mình hình dung cái đầu của mình mà nó rối tung lên, những cái lo âu, những cái căng thẳng, những cái toan tính, những cái áp lực đời sống mà nó đè lên nặng bao nhiêu, thì các vị hình dung rằng là đời sống mình nó khốn đốn bao nhiêu. Thế nhưng mà nếu cùng trong một hoàn cảnh như nhau, cùng đối phó với ngàn vạn việc của xã hội như nhau, mà người ta có pháp hành trì, người ta biết bật cái công tắc để tắt
kỷ niệm ngược xuôi trong đây, thì người đó ở giữa cuộc đời về bộ này họ vẫn có được cái sự an lạc nhất định. Vĩ nó minh họa về thiền tập hay lắm. Nhìn vẽ hình một cô gái vô cùng xinh đẹp, tóc vô cổ thay gì xuôi thì tóc dựng lên vậy nè, tóc dựng lên. Cô cầm một cái nến này với một câu tuyên bố là: ta chỉ cần đưa cái nến lên đầu là cái nến này bốc cháy, không cần bật quạt diêm. Tại sao? Tại vì cái đầu nó nóng lên, ý thức nó đang sôi lên, cho nên chỉ cần đưa cái nến vào đầu là cháy liền đó, mồi liền. Thì các vị hình dung rằng là thiền tập nó giúp cho cái đầu mình nhẹ xuống, mát xuống, dịu xuống, cân bằng xuống. Và cái nguyên tắc rất dễ hiểu đó là khi cái gì ý thức của các vị mà nó lên đầu thì cái đầu của các vị sẽ nóng, sẽ căng thẳng. Và chưa già mà đã lâm vào cái tình trạng chi? Cao huyết áp, tiểu đường, gan, thận vân vân. Tức là mình sống mất cân bằng như thế, cho nên tới tuổi chừng 40, 50 là các vị có thể bị lâm vào rất nhiều tật bệnh. Rồi nếu trong tự thân các vị có những cái u uẩn, những cái nội kết, những cái thù hận, những cái ghét vơ mà mình không có giải tỏa được, tức là nội kết từ tâm á, thì nó sinh ra nội kết ngay nơi thân. Những cái buồn, những cái giận, những cái bức xúc, những cái khổ đau mà mình cứ cất chứa trong tâm thức mình, nó sẽ làm thành những khối u ngay nơi thân. Và từ khối u bình thường nó thành khối u ác tính thì người ta gọi nó là chi? Rất dễ. Thế thì thưa các vị, chỉ có một phương pháp thiền tập làm thư giãn, làm buông lỏng, làm rớt hết những ưu tư phiền muộn xuống thì mới cứu được đời sống chúng ta thôi. Bằng không thì chúng ta có mặt giữa trần đời này làm cho mình hạnh phúc thì chưa làm được chi, nhưng mà làm cho mình chìm trong khổ não thì làm rất dễ. Và mình có mặt giữa trần đời này, nhất là người Việt đến đây, không phải để khổ nghe. Nếu khổ thì thôi, ta ở Việt Nam chịu khổ cho rồi. Mình mắc gì mà vượt biên, liều sống liều chết, thách thức với sóng biển, thách thức với hải tặc, thách thức với cái chết ngoài giữa biển khơi để đến vùng đất này, rồi lại chịu khổ, chịu đỏ đài mấy mươi năm nữa thì nó tội cho mình vô cùng. Thôi mình ở bên kia chịu khổ với người ta, cho chung thuyền với người ta. Còn đằng này đã tách mình tìm cái vùng đất an lạc hạnh phúc mà tới đây rồi, mấy mươi năm đi qua vẫn chưa an lạc, lòng mình vẫn cồn cào, vẫn sôi động, vẫn khổ sở, thế thì tội với mình vô cùng. Phải hứa với lòng rằng là sống nơi đây phải làm cho an lạc hạnh phúc nó có mặt, chứ còn không có cái chuyện là chịu khổ nữa. Thế mà rồi mấy mươi năm, thưa các vị, cái nỗi khổ nó vẫn tràn ngập đến với mình, rồi mình vẫn nhìn lại tâm thức mình có những cái buồn, những cái giận, những cái ganh ghét, những cái nhỏ nhoi, những cái phiền muộn, những cái ưu tư sầu thảm cất chứa. Thế thì mình quá vụng về. Rồi thậm chí là những cái thù hận cay đắng của mình đối với quá khứ mình cũng giữ nguyên, thế thì quá vụng về. Giận bà và chồng mình 30 năm trước bây giờ vẫn còn, thế thì không có cái gì mà vô minh bằng. Tại sao không buông nó xuống? Tại sao không làm cho tâm thức mình nó nhẹ? Ôm chi những cái nỗi phiền muộn vậy? Nếu ta phiền muộn, ta sầu thảm, ta khổ, ta nhẫn chìm đời mình thì thôi mình đến đây làm cái chi? Đến vùng đất văn minh, đến cái nơi gọi là vùng đất hứa. Vùng đất này đúng ra là phước nghiệp của chư thiên chứ không phải là phước nghiệp của loài người nghe. Kỳ thật là nếu người ta có phước lành thì các vị phải xin một lần thứ hai, người ta mới có điều kiện để có mặt nơi một vùng đất văn minh và cao hơn cái nơi chốn mà chúng ta đã từng có mặt. Mình hình dung ông bà mình ngày xưa phước lớn lắm mới được đi Tây. Đi Tây là sang nhất ở Việt Nam rồi. Và trong một đời người, thưa các vị, có khi người ta tạo phước lành lớn, nhiều, sâu, thì người ta bỏ một hình hài năm quẩn, người ta mới sinh ra một vùng quốc gia khác để hưởng cái điều kiện tiện nghi và phúc lạc của một vùng văn hóa khác. Rồi chúng ta sinh đất nước Việt Nam là một cái vùng đất cái nghiệp ác nó nặng nề vô cùng. Thế rồi trong một kiếp đời mà chúng ta sinh hai lần chứ có phải một đâu. Các vị sinh ở Việt Nam thì các vị sinh ở đây, văn minh người ta rất là cao, cái vùng đất thiện nghiệp người ta rất là đầy,
và đời sống người ta nó như trời với vực. Thì các vị hình dung rằng phước mà ít thì các vị làm sao có mặt giữa vùng này. Thế rồi mình có mặt ở đây, mình lại không biết trân quý cái đời sống phước lành đang có mặt. Mình lại nhận chìm đời mình trong những cái việc nó vô cùng là vô lý, nhỏ nhoi, ti tiện, ganh tị, phiền não, thù hận, ghét vơ, lòng tràn đầy cay đắng. Thế thì mình làm cho cái phước của mình đang có ở vùng này nó tuột xuống. Và khi phước người ta không đủ thì cái chuyện nó phải phát sinh, đó là anh ở trên vùng văn minh này nhưng mà anh chịu cái nỗi đọa đài của con người ít phước. Tật bệnh nó đến, khổ đau nó đến, sầu muộn, ưu tư, bất an nó đến. Rồi nếu mà quả báo nó lớn hơn nữa thì nó làm chi? Nó làm cho tâm thức của anh cảm thấy bất an, cảm thấy chán ghét, cảm thấy thù hận, rồi anh về lại Việt Nam để anh nhận lại cái quả mà anh đã từng sinh ra nơi vùng đó. Chuyện nó đương nhiên thôi, nó phải như vậy. Thế thì thưa đại chúng, đầu tiên các vị nhận diện về đời sống các vị thấy rằng nếu ở nơi cái vùng đất này ta là người phước lành ngang với những vị trời, thế nhưng mà các vị không tu, các vị để cho lòng các vị chìm ngập trong những cái nỗi muộn phiền và tâm thức nó tràn đầy tiêu cực, thì các vị tự bào phước của các vị rồi chứ chưa nói làm chi cả. Các vị tự hủy hoại đời mình trước rồi chứ chưa nói làm chi cả. Điều thứ hai, trong cái điều kiện phước lành như thế này, thưa các vị, nếu người ta muốn tu thì tu rất dễ nghe. Mọi cái sự phát triển đời sống tâm linh nó đều đặt trên cái nền phước cả. Một dân tộc mà có phước á, thì thưa các vị, họ sẽ làm được rất nhiều việc. Một con người có phước á, thì cái điều kỳ lạ là khi cái nền tảng phước họ có thì họ có sự thông minh nhất định, họ có sự may mắn nhất định, họ có cái điều kiện hoàn cảnh chung quanh phát triển tương ứng với phước của họ một cách nhất định. Thế cho nên trong cái điều kiện phước điền ở đây mà muốn tu thì thưa các vị, rất dễ phát triển đời sống tâm linh chứ không phải khó. Tại vì chung quanh đã tạo được cái môi trường tốt để cho các vị tu. Rồi, các vị muốn tiếp xúc chánh pháp, thưa các vị, cũng không có một nơi nào có điều kiện tuyệt vời như vùng đất văn minh này để các vị tiếp xúc chánh pháp. Tại vì trong cái điều kiện phước điền như thế này thì mọi cái điều mơ ước của chúng ta, ta có thể vươn tới được chứ không phải là khó. Và trong cái điều kiện này mà mình tiếp xúc được chánh pháp thì mình rất dễ nhận ra cái con đường nào là con đường chánh pháp. Tại vì trong cái điều kiện văn minh, trong cái điều kiện văn hóa nó ở tầm cao thế này, các vị có một cái trình độ tri thức nhất định, không phải đến nỗi là quê mùa, không biết cái nào là mê tín, cái nào là chánh tín, cái nào là con đường chánh pháp, cái nào là con đường tà pháp. Cho nên từ cái bản chất của các vị, nó đã cho phép các vị chọn con đường chánh pháp để đi, chọn pháp môn hành trì để phát triển. Thế cho nên ta muốn tu thì ngay nơi vùng đất này cái điều kiện nó mở ra rất là rộng, có ngàn vạn cánh cửa để các vị đi vô để thành đạt được cái con đường an lạc, hạnh phúc ngay cuộc sống đời thường, thành đạt được tâm thức hướng thượng hướng thiện ở chiều trung bình, và thành đạt được đời sống tâm linh ở cái chiều cao nhất, các vị cũng có thể thành đạt được. Đó là trong cái điều kiện hiện tại mình nhìn mình để thấy. Rồi cái điều thứ ba, trở lại cái con đường thiền tập. Thưa đại chúng, mình chưa cần nói chuyện thiền tập để chứng nghiệm được sự giải thoát gì cho nó xa vời. Hãy nói cái chuyện rất là gần, đó là một đứa học trò thôi. Nếu nó có khả năng tĩnh tâm, loại trừ bớt những cái tạp niệm lăng xăng xảy ra, thì nó đã có thể học hành rất là giỏi, rất là thông minh. Nếu anh chàng đó là một doanh nhân đang kinh doanh trên thương trường, người ta gọi một cái từ đó là thương trường là chiến trường, chứ nó không phải là đơn giản đâu. Nó đòi hỏi sự bén nhạy, thông minh, phán quyết mọi việc mới có thể làm giàu được, chứ không có đơn giản. Mà nếu cái đầu của mình nó rối tung lên, nó không có một sự an tĩnh nhất định, thế thì nó không thể phán quyết được cái điều gì hợp lý, điều gì không hợp lý để làm giàu. Rồi một người bình thường, thưa các vị, tâm thức họ rối tung lên thì họ sẽ không sắp xếp được đời sống gia đình của họ cho nó ổn định, nhà cửa cho nó trật tự, cho nó thứ lớp. Và thậm chí là họ không thể phân
phân định được cái thời khóa biểu trong một ngày để làm việc thế nào cho nó hiệu quả. Nếu người ta có một cái đầu nó tương tác và có một sự thông thái, sự thông tuệ nhất định để quyết định đó, thì thời khóa biểu 12 tiếng đồng hồ như nhau, nhưng mà với người ấy họ sắp xếp nó vô cùng là giản dị và nó vô cùng là dễ chịu, nó không có rối tung lên, họ không có phải là làm việc này quên việc kia gì cả, họ sẽ trở thành một người nó vô cùng là ngăn nắp, vô cùng trật tự và có nhiều thì giờ, có nhiều không gian để sang lĩnh vực khác. Cái đầu của mình mà nó thoáng đãng, nó trong sáng, nó tĩnh tại, thế thì cũng một cái nhà gần đó thôi, cái diện tích của cái nhà nó không rộng hơn, nhưng mà với cái người có một tâm thức thoáng đãng ấy, thì họ bước vô nhà họ sắp xếp, họ dời cái này, họ dời cái kia, họ sắp cái nọ, thì tự nhiên cái nhà nó có một không gian thoáng đãng, sáng, đẹp, tươi mát, vô cùng là dễ chịu. Còn cái đầu của mình nó rối tung lên, do vì nó rất là nhiều vấn đề nó đang tồn động trong đây, thế thì cái nhà của mình nó sẽ rối tung lên giống như cái đầu của mình vậy. Cái điều này rất là tự nhiên thôi, tại vì anh như thế nào thì đời sống bên ngoài anh như thế ấy. Thế thì thiền tập nó cần cho ai? Cần cho em bé học trò, cần cho người doanh nhân, cần cho người chủ gia đình, cần cho người cha, cần cho người mẹ, có phải không? Cần cho người ông, cần cho người bà nữa. Tại vì nếu bà mà trong cháu mà bà có được chút công phu thiền tập thì thưa các vị, bà dạy được cho cháu vô vàn điều. Còn nếu bà mà không có công phu tu tập thì bà truyền cái nọc độc của tâm thức đầy sân hận của bà vô cho cháu nội của bà, cho cháu ngoại của bà, bà hủy hoại đời sống của cháu của bà. Bà cái chắc có hay là không có? Có chứ. Các vị như thế nào thì các vị làm cho thế hệ tương lai nó kế thừa cái phẩm chất tâm thức của các vị như thế ấy. Thế cho nên cái con đường tu tập nó không những cần cho người tu mà nó vô cùng cần cho các vị cư sĩ nghe. Rồi ví như các vị là người con gái có gia đình, người chồng có vợ, nó vô cùng cần. Tại sao? Cái hạt mà một sinh linh bé bỏng vừa gieo vào tâm thức các vị phải dạy liền trong lúc nó vừa có mặt trong bụng các vị, chứ không phải đợi nó ra đời các vị mới dạy. Tại vì trong lúc mình cưu mang nó mà tâm thức của mình nó tràn đầy phiền muộn, bất an, giận dữ, mà không có một cái sự an bình nhất định, không có sự tu tập nhất định đó, thì cái thời gian hình thành một sinh linh trong bụng mình đó, nó ảnh hưởng hoàn toàn tâm thức của các vị. Hai phần ảnh hưởng không thể chối cãi được, đó là ảnh hưởng về di truyền của chúng ta, đó là một phần, nhưng mà nó chưa tạo thành cái tính cách của con người, của sinh linh bé bỏng trong tự thân ta. Mà tâm thức các vị nó mới tạo thành cái tính cách của cái con người trong bụng các vị sẽ cưu mang. Mình giận, mình ghét, mình cay đắng, mình thù hận. Tâm thức mình nó tràn đầy giận dữ, tràn đầy tiêu cực hoặc chán đời, hoặc là tuyệt vọng. Thế thì thưa các vị, mình sẽ cho ra đời một sinh linh nó mang nguyên vẹn cái tâm thức của mình truyền đạt cho nó. Thì các vị hình dung rằng đối với những người con gái có bạn trai cũng cần có một tu tập, đối với người con gái có chồng cũng rất là cần, đối với người chồng càng cần hơn nữa. Tại sao? Anh là chủ gia đình, anh có quyền ban hạnh phúc cho cả đời sống người thương của anh. Anh cũng có thể hủy hoại người anh thương, mà anh hủy hoại người anh thương nghĩa là anh hủy hoại luôn thế hệ con em anh. Thế thì các vị hình dung cả là con đường tu nó quan trọng đến chừng nào. Mình cứ tưởng là tu là cái chuyện dành cho mấy ông thầy ư? Không, chuyện mấy ông thầy tu hay không là chuyện của mấy ông không quan trọng. Cái chuyện quan trọng là chuyện ta nếm hương vị Phật pháp để ta làm cho đời sống ta nó tràn đầy niềm vui, tràn đầy an lạc, tràn đầy hạnh phúc. Và chuyện thứ hai vô cùng quan trọng đó, các vị là những người ở giữa trần đời, các vị có tu tập được và ảnh hưởng các vị nó vô cùng lớn. Gần đó là chồng các vị, vợ các vị, con các vị, bố các vị, mẹ các vị. Và chưa có cái thế hệ nào quan trọng bằng thế hệ trung niên trên đất Mỹ nghe. Tại sao? Thế hệ trung niên là cái gạch nối giữa cha mẹ và con cái trong tương lai. Các bậc phụ huynh thưa các vị,
Họ tu hay không tu gì thì cái chuyện của họ nó sẽ tới đó, là họ sẽ chìm vào vô thường, họ chết hết. Mình không có trù rủa chi, nhưng mà cái chuyện nó phải tới vậy nghe. Nhưng mà nếu họ có được vài đứa con trong đời sống gia đình họ mà có tu tập, thì thưa các vị nó vô cùng hạnh phúc. Tại sao? Tại vì những đứa con ấy mang đến niềm vui hạnh phúc cho các bậc bố mẹ, phải không? Còn nếu mà chúng ta là những người con trong giai đoạn trung niên mà chúng ta không có tu tập, thì thưa các vị, ta dễ trở thành người bẩn tính, xử sự với người ơn của chúng ta không có nghĩa tình, cho nên mình làm khổ bố mẹ mình. Đó là việc thứ nhất. Mình không tu tập thì mình làm khổ luôn thế hệ con em mình. Đó là thế hệ thứ hai. Và với người trung niên nó có rất nhiều cái điều kiện thuận lợi để các vị đến với đạo, cống hiến cho đạo, cống hiến cho xã hội. Tôi ví dụ với người già, cái điều tội nghiệp đó là họ đã kinh ngang qua cái nỗi khổ và khó khăn của xã hội. Họ đến đất nước này, họ làm lương ba cọc ba đồng, và tới chừng già họ dành dụm được của cải tài sản. Thưa các vị, một đồng tiền của họ đó là một khúc ruột, cho nên là bỏ ra để làm công việc không phải dễ nghe. Họ vô cùng tằn tiện, vô cùng tiết kiệm, nó đã trở thành máu của họ rồi. Cho nên không có cái người lớn tuổi nào có khả năng giàu mà có khả năng là có thể phát tâm lành làm một việc Phật sự lớn, rất nhiều như rất hiếm. Điều thứ hai, những người lớn tuổi mà già mà không có cái nguồn tài chánh để dành giàu có thì họ làm chi các vị biết không? Tiền già của họ một tháng 800 mấy, 900 chi đó. Chánh từ phủ Mỹ không phải cấp lương cho họ ăn để họ giàu đâu nghe. Mà cái đồng tiền họ tính rất là chi tiết đến nỗi vừa đủ thôi. Vừa đủ thôi. Người già ở đây thì thưa các vị, tiền của họ cần kiệm lắm thì một tháng dư 50-100 đồng. Và cái văn hóa Việt Nam là cúng dường, cho nên những đồng tiền của những người già cúng dường đó, thưa các vị, là những đồng tiền ký cỏn chắc móp và bằng tất cả trái tim vô cùng là chân thành đối với đạo để cúng, chứ không có đơn giản. Thế thì với người già, thưa các vị, cái sự hạn chế họ trên con đường Phật sự nó rất là rõ ràng thôi. Trong khi người trẻ họ có gia đình nè, có công ăn, còn đang có việc làm. Nếu họ còn trẻ thì họ đi học, không có thì giờ để làm việc, không có thì giờ để phụng sự, không có thì giờ để tu tập, và càng không có điều kiện tài chánh để làm cái chi nhiều cả. Duy nhất chỉ có người trung niên có gia đình, có công ăn việc làm ổn định rồi, lương tiền họ có khả năng giúp đỡ đóng góp được cho những cái công trình Phật sự. Thế cho nên thưa các vị, chỉ có người trung niên đó là cái thành phần có thể đóng góp được cái vấn đề vô cùng quan trọng là làm cho Phật Pháp phát triển thôi. Rồi điều thứ hai, với người trung niên họ làm cho Phật giáo, Phật Pháp là chánh pháp có mặt nơi đây, không có nghĩa rằng họ làm cái chi cho đạo Phật đơn thuần, mà nó hàm một cái nghĩa là họ làm cho chính bản thân họ chứ không phải làm cho ai cả. Tại sao? Thưa các vị, cái nền tảng chánh pháp mà xây dựng được vững á, thì thế hệ của họ đi qua rồi, con của họ nó trưởng thành trên cái nền tảng chánh pháp của Phật, nó nếm hương vị Phật Pháp, nó đi vào đời, nó được trang bị cho cái năng lực chánh pháp. Cho nên dù cho xã hội có áp lực rất là nặng, nhưng mà không thể nhận chìm đời sống nó trong bất hạnh được. Tại vì nó có tu là chắc chắn một điều là nó biết cách để có thể chuyển hóa cái khó khăn của hoàn cảnh. Do vậy cho nên mình làm cái gì cho đạo hôm nay có nghĩa là mình làm cho thế hệ con em mình trong tương lai, mà làm cho chính mình trong tương lai. Tại vì cái duyên lành mình gieo với Tam Bảo rồi mình sẽ đi một vòng trở lại, mình gặp lại Phật Pháp thôi. Và mình thử hình dung thế này, mình tạo điều kiện để cho con cái mình nó học hành thành công thành danh, để cho nó có công ăn việc làm, được gọi là trao cho nó trọn vẹn cái sự hạnh phúc trong đời sống của nó chưa? Vẫn chưa. Tại vì thưa các vị, nếu nói của cải vật chất, nếu nói lợi danh đầy đủ hạnh phúc đó, thì khối gì người trên trần đời này họ hạnh phúc? Thế nhưng mà những người họ làm một năm họ lãnh lương vài trăm triệu chứ không phải vài ba trăm ngàn như là chúng ta. Thế nhưng mà họ nhảy lầu tự sát, họ kê súng vào tay họ bắn, và họ uống thuốc độc họ tự vẫn. Thế thì
Hạnh phúc nó được quyết định từ cái sâu hơn cái tâm thức, chứ không phải là từ cái điều kiện vật chất như ta nghĩ. Không phải nhà to, không phải xe đẹp, không phải có danh, không phải có lợi, không phải có tiền mà hạnh phúc nó đến. Hạnh phúc nó quyết định từ bên trong trái tim. Mà người trung niên nơi đây họ đóng góp cho cái công trình chánh pháp, thế thì họ làm cái nền tảng vô cùng vững. Điều thứ nhất là có một cái cơ sở, có điều kiện chánh pháp có mặt để con họ thưởng. Đó là nói cái chuyện xa trên cái bình diện xã hội. Chuyện gần với người trung niên họ có tu tập thì thưa các vị, cái đời sống họ nó rất khác với người khác. Họ sẽ dành cái thì giờ làm giàu của họ, tức là họ vẫn làm giàu rất bình thường, nhưng mà họ dành thì giờ họ chăm sóc con cái này, họ dạy dỗ này, họ dành cái đời sống tâm linh để nuôi dưỡng con em họ. Cho nên nó đã thấm nhuần Phật pháp từ lúc bé, thế cho nên tới chuyện lớn thì rất tự nhiên là nó phát triển về cái hướng đó, tâm thức của nó dễ thuần thiện hơn. Cho nên họ tu tập thì ngay đời sống tu của họ nó đã ảnh hưởng tới con cái họ rồi. Do vậy, thưa các vị, cái điều rất hiển nhiên đó là cái thế giới của cư sĩ bên ngoài, nếu các vị có tu tập thì các vị mới làm hạnh phúc cho chính các vị, làm hạnh phúc cho thế hệ con em của các vị, và đóng góp được rất là nhiều cho đạo. Và cái điều này rất là rõ ràng, chứ không có cái gì mà cường lý và mà khuếch đại vấn đề lợi ích gì cả. Cái này nó rất là thực, thưa các vị. Cho nên cái chuyện tu đối với cư sĩ nó vô cùng cần, chứ không phải là không cần. Và nhất là thiền tập nó đối với các vị cư sĩ trung niên nó vô cùng cần thiết. Tại vì một người, một đứa học trò mà nó nếm hương vị tu tập thì nó sẽ trở thành người học rất giỏi. Không có khó khăn gì cái chuyện học để trở thành học trò giỏi hết. Ở bên Cali có một sư cô cũng môn đồ, cũng đệ tử sư ông Làng Mai, có đi học, học rất là giỏi. Một hôm mình quá giang xe đi về, cô nói thưa thầy, thầy có biết là kỳ thi vừa rồi có bao nhiêu điểm không? Mình cười, nó chắc được 9-5 điểm đó. Nghe con học giỏi quá mà. Nó cười không nói gì hết. Rồi cái sư cô đi bên cạnh nói thưa thầy, nó tới 135-138 điểm gì đó. Và nó học như vậy là một học kỳ nó là 36 unit thì phải. 36 unit. Thông thường thì người ta 18 phải không? Mà nó lấy 36 unit và học vẫn giỏi. Và hỏi chứ con học sao vậy? Nói thưa thầy, con học gì đâu thầy. Khuya thì con thức dậy con đốt hương, con uống trà, con tọa thiền. Và cái thời tọa thiền là quan trọng nhất, con tọa thiền rồi đó. Rồi học thì con lướt ngang, con học chủ yếu là nghe bài giảng trong trường thôi. Thế mà làm bài thì con làm rất là nhẹ nhàng. Và thưa các vị, mình là dân Việt Nam, mình đâu có biết về cái môn gì mà nó tới 100-mấy chục điểm như vậy. Hỏi chứ cái nguyên tắc là 100 điểm là tối cao, mà sao tới 130-140 điểm vậy? Nó nói tại vì những bài tập của Mỹ á, nó cho những câu hỏi mà không cần trả lời. Anh có năng lực thì anh cứ trả lời thêm. Và từ đầu tới cuối là anh làm sạch sành sanh, không có chừa nào anh. Và cái nào cũng trúng, thế cho nên 100-mấy chục điểm là chuyện bình thường. Và thưa các vị, học luôn hai trường cùng một lúc. Hai trường cùng một lúc. Cho nên mỗi một học kỳ là 36 unit là như vậy. Và các vị hình dung ở đây có em bé nào học cái kiểu đó không? Và anh không như trò chơi, chỉ tỏ thiền thôi, học sơ sơ thôi. Và cái thời gian quan trọng là đọc kinh, chứ không phải là học. Con phải dành thì giờ mỗi khuya con tỏ thiền, con đọc kinh A Hàm trước, tức là đọc mấy bộ Nikaya, rồi sau đó con học sơ sơ thôi. Và đạp xe đạp đi học. Nó tại vì ngồi cả ngày, hết ngồi trường này tới ngồi trường kia, cho nên lái xe đi á, thì phải gửi xe, phải tốn tiền, tiết kiệm từng 50 cent mà, cho nên đạp xe đạp đi học, quẩy ba lô cồng kềnh để đạp xe đạp 17 mai đạp đi học. Và thưa các vị, thậm chí cái kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi đây, thi đỗ ưu, cả trường
bạn bè Mỹ kêu là phải viết cái bài diễn văn để ra trường. Ảnh thường thường có khi vô học thèm ngủ đến nỗi là gục trên bàn ngủ rất là ngon, rồi mấy đứa bạn bè đó đâu dám kêu nó để cho ngủ cho ngon. Thế rồi tới chuyện biểu viết bài diễn văn ra trường, ảnh cũng đâu có viết, anh nói đâu có rảnh mà viết, đợi tới chừng sáng mai thì đọc bài diễn văn ra trường, tối nay mới ngồi viết một mạch. Sáng hôm sau lên đội mũ tốt nghiệp của trường đàng hoàng đọc bài việc diễn văn, cả trường người ta khóc. Mấy thằng bạn trai Mỹ nó to, nó đứng cao như cái tên khổng lồ, nó ôm mặt nó khóc như là cha chết mẹ chết. Rồi xíu hỏi chứ tại sao mày khóc? Đó, tại vì tao vô cùng cảm động, chưa bao giờ có một người nào viết một cái bài diễn văn mà nó xúc động đến các bậc bố mẹ, các đứa học trò như thế này. Rồi hỏi chứ cái nội dung bài đó ra làm sao? Đó, con dịch ra tiếng Việt đưa cho thầy, thầy đọc. Nó nói con sẽ dịch cho thầy nhưng mà thủng thẳng này. Đại khái là cái sự thành công của một người nó là cái công trình của bao nhiêu người, của các bậc bố mẹ vân vân. Nó nói cái niềm tri ân của nó đối với các bậc bố mẹ, các bậc thầy vân vân. Không biết nói cái kiểu gì mà hay đến nỗi như vậy thì mình không biết. Thế thì mình dẫn một chút chuyện để thưa với các vị một điều. Thưa đại chúng, là người ta cứ có một cái quan niệm sai lầm là tu thiền dành cho một số người căn cơ đặc biệt nào đó. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, nền tảng đạo Phật là tu thiền. Thậm chí là cái pháp thực tập này nó dành cho mọi căn cơ, mọi lứa tuổi, mọi điều kiện của con người. Nếu người ta biết rằng cái hương vị chánh pháp phải thông qua con đường thiền tập mới nếm được hương vị, thế thì người ta tu thôi. Và chưa có một pháp môn nào nó vô cùng là thuận lợi, nó vô cùng hữu ích, nó vô cùng thực tiễn và chứng nghiệm được hiện tiền như thiền tập cả. Và không có một giới nào trên xã hội Tây Phương mà cái nhu cầu tu thiền tập nó cần giống như là một xã hội Mỹ này vậy. Đó là điều thứ nhất mình xin thưa đây các vị lưu ý rằng cái pháp môn thiền tập nó rất là cần vậy các vị. Thế là điều thứ hai mình đi vô, đó là thiền tập như thế nào đối với các em, đối với các vị mới làm quen. Nó vô cùng giản dị. Chỉ một việc đó là các vị phải làm, đó là các vị làm mọi việc bằng cái sự nhận biết thôi, chứ đừng để tâm các vị chạy lang thang. Thì chúng ta đang an trú trong thiền tâm. Ví dụ như mình uống ly nước thì mình nhận biết rằng mình đang uống ly nước. Và nếu có một cái vụng về là đang uống nước mà tâm thức mình nó chạy chỗ khác thì mình phải bắt mình dừng lại ngay nơi đây để uống nước. Và thưa, không phải thánh nhân nào, không phải ai là thánh nhân trong cái con đường thực tập cả. Ta đều phàm phu như nhau, ta đều bắt đầu từ những bước vô cùng căn bản như nhau. Tôi kể một cái kinh nghiệm thực tập của tôi thì các vị thấy là chúng ta đều giống nhau. Dù ông thầy tu hay là dù người chưa cạo tóc gì, giống nhau ở cái bước đầu cần thực tập. Ở Lộc Nguyễn á, từ Tăng Xá mà đi xuống ở dưới nhà ăn á, thì đi cái cầu thang nó có 57 nấc. Và các vị hình dung rằng tôi thực tập một việc đơn giản đó là tôi thử bước đi trên 57 nấc thang, đi lên đi xuống, khi ăn là tôi làm cho thân và tâm tôi có mặt một nơi thôi. Và cái điều này dường như câu thần chú à, thân và tâm một chỗ là tu, chứ không có gì mà ghê gớm cả. Thế nhưng mà mình đi một bước, hai bước, ba bước, tới bước thứ 15 cái quên mất, không biết bước này bước mấy. Tức là tâm nó không ở đây rồi, nó chạy đi chơi rồi. Thì mình làm sao? Rồi, thất bại rồi. Thôi, anh chịu khó anh đi trở xuống đi. Thế rồi, mình đi trở xuống, bắt đầu bước lên. Thưa các vị, cho tới bước 40, 50 gì cái, tâm thức mình nó cũng chạy. Ủa, bước này bước thứ mấy quên mất rồi. Thì lần thứ hai mình nói thôi được, phạt cho mi, thay vì bước xuống trở lên thì bây giờ phải đi hai lần, từ ở dưới mà đi thẳng một lèo lên 57 nấc mà không tâm không chạy đi chơi thì mà phạt lần thứ nhất, rồi phải trở lại xuống lần thứ hai, đi lên lần thứ hai nữa. Thưa các vị, chỉ như vậy mà thôi,
Chúng ta có thói quen ngày xưa tới giờ đó là thân một nơi, tâm một nẻo, phải không? Là một đàn mà suy nghĩ một chỗ, đang ăn thì nghĩ đến cái chuyện là rồi rửa chén là mình làm cái gì ha, chút xíu rồi lên nghe pháp xong rồi mình sẽ làm cái gì trước khi ngủ đây. Tức là đang ngồi đây nhưng mà tâm mình đã chạy chơi rồi. Thì thưa các vị, cái tình trạng này nó sẽ kéo dài trong cả một đời sống của ta, rồi nó sẽ phát sinh một điều vô cùng đơn giản, đó là hạnh phúc đang có ở nơi đây mà chúng ta lại để tâm ta chạy nơi khác. Cho nên cuối cùng đời sống ta không có hạnh phúc lúc nào cả. Tại vì các vị không thể dừng lại ngay trạng thái hiện tiền, cho nên các vị không nếm được hương vị của đời sống ra làm sao cả. Ăn không biết ngon, đi thì cũng không thấy cảnh gì đẹp xung quanh cả. Rồi lớn hơn nữa là chi? Có một người chồng dễ thương, có một người chồng đàng hoàng, vô cùng hạnh phúc, nhưng mà mình cũng không thấy hạnh phúc gì cả. Mình đợi cho anh chồng đó anh chết, rồi mình mới thấy, ồ, quá ra là mình mất đi một món quý như cuộc đời. Chồng mình bây giờ không còn, kiếm được một người như thế kiếm không ra. Mình nhìn khắp thiên hạ, chừng như là không có ai bằng cái người thương của mình cả. Thế nhưng mà hồi cuộc sống thì mình thấy nó là cái của hờ, của thừa. Cảm thấy là cái nỗi chịu đựng vô cùng khó khăn đối với ông chồng kia. Thế thì thưa các vị, từ cái tâm thức mà nó không ở ngay bây giờ thì các vị sẽ không thưởng thức được cái gì trong cuộc sống này cả. Hạnh phúc không có, miếng ăn không ngon, đến cái căn nhà rất là xinh đẹp mình làm trối chết để mình mua được cái căn nhà. Rồi trước khi mua mình nghĩ rằng là mua căn nhà này xong mình vô cùng hạnh phúc đó, mình vô ở rồi mình sẽ vô cùng mãn nguyện, mình sẽ sung sướng nhiều ngày, và thậm chí là đi đâu về mình nhìn căn nhà mình hạnh phúc rồi. Thế nhưng mà tới chừng bước vô căn nhà rồi thì hạnh phúc nó bay mất, nó chạy nó đậu ở căn nhà hàng xóm kìa. Thấy nhà hàng xóm đẹp hơn, nhà này đâu có đẹp gì đâu. Và nó cứ triển hạn như thế. Thế thì cả một đời sống của ta, hạnh phúc nó chỉ ghé lại duy nhất mà thôi. Ghé ở đâu? Lúc mà trước hơi thở cuối cùng ghé tại cái hòm của các vị, chứ nó không ghé lúc các vị còn sống. Thế thì tội một đời người đi ngang trần gian mà dường như mình chưa bao giờ sống. Ở trong một căn nhà đẹp đẽ, sang trọng và vô cùng thoáng đãng, vô cùng dễ thương mà mình chưa thấy hạnh phúc gì cả. Mình cảm thấy là vô tới nhà rồi bao nhiêu việc nó rối tung lên, phải lo lắng, phải giải quyết, phải toan tính, phải ngược xuôi, cho nên cuối cùng uống một cốc nước không biết mình uống. Ngủ trên chiếc giường vô cùng là hạnh phúc, cũng không thấy hạnh phúc. Có một đứa con dễ thương mà cũng không thấy là cái gì dễ thương cả. Chỉ thấy là bổn phận và bổn phận. Việc làm là việc làm, nặng nhọc là nặng nhọc, phiền muộn là phiền muộn. Không thấy một phút giây nào nó đến với mình để gọi rằng có an lạc, có niềm vui cả. Thế rồi thiền tập là chi? Giản dị vô cùng là các vị dừng lại ngay phút giây hiện tiền, để các vị nếm trải tất cả những cái điều kiện chung quanh các vị đang có. Nếm trải cái điều kiện là thân an lạc, nếm trải cái điều kiện là mắt ta còn sáng, nếm trải cái điều kiện là răng ta còn tốt để ăn. Có một hôm, thưa các vị, là có một cái cầu răng ở trong cái miệng của mình nó bị xúc ra. Và mình kêu mấy thầy, nó thầy đi mua giùm tôi cái chai keo. Ồ, hả chi vậy? Tôi dán cái răng lại. Nó nói đâu được thầy, đâu phải cái keo thường đâu, mình đã mua loại súp ba hết. Nó không được luôn. Đâu có cái chuyện đơn giản là phải nha sĩ nó làm. Thế là nói thôi được, mình mắc bệnh đi dạy học, phải mất 2 tuần nữa mình mới có thể làm việc với cái răng của mình. Thôi được, bây giờ cứ để yên như đó rồi thôi ăn thôi. Và thưa các vị, cái cầu răng đó có gai trong gai ngoài, mà lỡ mà nuốt vô thì sao? Lũng bụng chết, lũng bao tử, lũng ruột chết. Tại vì nó gai nó rất là nhọn nghe. Thế rồi mình nói rằng tao thách mi đó, hãy để yên đó, nhai mà cái miếng gì nó dính thì nó rớt, mà nhai không khéo thì nó cũng rớt. Cho nên ăn một bữa ăn mà nó đàng hoàng, răng không rớt là vô cùng hạnh phúc, phải không? Tại vì mình cũng muốn thử nghiệm mình coi mình có khả năng là ăn từng miếng ăn và giữ cái răng nó không có rớt hay không. Cho nên mình cứ để yên vậy, để tao thắp mì đó. Và thưa các vị, tới chừng mà mình xuống nha sĩ anh gắn lại cái răng rồi mình ăn, mình thấy ồ, quá là hạnh phúc vô cùng. Nhai nó bình thường,
không có sợ sệt, không có lo âu, không có đề phòng, không có canh chừng gì cả. Còn lúc cái răng như thế thì đành rằng mình ăn rất là chánh niệm, nhưng mà mình cũng phập phồng, lỡ mình nuốt nó vô bụng luôn luôn thì sao? Thế thì thưa các vị, không cần nhiều đâu. Cơ thể của các vị đang bình thường, các vị thở vào thở ra, các vị ăn bình thường, các vị đi đứng bình thường, tay chân co duỗi bình thường. Nếu mình có một chút công phu thiền tập thì cả một ngày lúc nào hạnh phúc cũng có cả. Đi là một niềm hạnh phúc, ngồi là một niềm hạnh phúc, uống một miếng nước đàng hoàng nó không có điểu, không có đổ liều thiều là hạnh phúc rồi. Tại vì sẽ có một lúc các vị uống nước không được. Nhìn những người già họ bị tai biến đó, hệ thần kinh phân nửa người họ nó không có khả năng làm việc, cho nên phân nửa người đó, thưa các vị, uống vô miệng nó không có thể giữ nước được, nó chảy ra nữa là khác. Rồi tệ hơn nữa là chi, người ta uống không được nước kia, người ta phải cắm ống vào để cho nước vô, cho nước ra, lững đững vừa đi vừa đẩy một cái chiếc xe treo nhiều nhiều túi ni lông, có phải vậy không? Thì lúc đó là các vị mới thấy cuộc đời mình đã trôi mất 50 năm, 70 năm mà chừng như mình chưa có cảm thấy một chút gì hạnh phúc khi mình có một cái thân hoàn thiện cả. Thế thì thiền tập đầu tiên á, kéo tâm về ngay nơi đây để làm chi? Để các vị thưởng lãm hạnh phúc có mặt trong từng phút từng giây. Và cái chuyện này nó vô cùng thiệt chứ không phải là chuyện đùa đâu. Cái chuyện tật bệnh ai rồi không tới, cái chuyện bất trắc của đời người ai không tới. Giản dị nhắc như tôm hay mạnh, thế mà răng của tôi nó xuất ra, nó rớt ra rồi, cái chuyện đó ai cản nó chứ thưa các vị? Rồi nuốt vô bụng ai cản nó? Thì mình hình dung rằng đời sống của mình có một chút công phu thiền tập thì các vị đã làm cho các vị phẩm chất hạnh phúc các vị nó tăng gấp nhiều lần rồi. Mình đợi cái gì có mới hạnh phúc đây? Có tiền ư? Thưa các vị, người ta làm ra tiền thì dễ, nhưng mà làm ra hạnh phúc thì không thể được. Người ta có tiền mua được máu, có thể mua 5-10 lít máu để nó chơi cũng được, nhưng mà mua sức khỏe thì mua không được. Máu là một việc, sức khỏe các vị bên trong là một việc khác chứ. Các vị có thể có tiền mua 2-3 hàm răng giả để dành, nhưng mà làm sao nó bằng 2 cái hàm răng thiệt của các vị? Mình hình dung coi là có cái hàm răng giả nào bằng răng thiệt của các vị không? Không. Thế thì thưa đại chúng là có một chút công phu thiền tập thì ta thấy an lạc có mặt liền ngay bây giờ, ngay hiện tại. Và thưa các vị, lúc nào người có tu tập họ cũng đều thấy an lạc, thấy mãn nguyện cái hạnh phúc cả. Họ thưởng lãm đời sống họ từng phút một trong cuộc đời này. Họ đi làm họ rất hạnh phúc, tại vì họ ngồi trên chiếc xe họ thấy vô cùng hạnh phúc, thay vì phải cuốc bộ. Họ không có phải nhìn xe của người ta để ganh tị, để làm chi cả. Rồi họ có trong túi vài ba đồng họ cũng vô cùng hạnh phúc, tại vì họ nghĩ rằng có vài ba đồng trong túi đã hơn hàng tỷ người trên hành tinh này sáng mở tủ ra không có món thức ăn. Họ uống một cốc nước họ thấy hạnh phúc, tại vì có hàng vạn người không có nước sạch để uống, có hàng tỷ người ở Phi Châu không có một cốc nước để uống. Những người băng qua sa mạc, thưa các vị, kiếm một cốc nước không ra. Những người Việt vượt biên trong quá khứ, thưa các vị, một cái nắp can nước để uống cầm hơi thôi, chứ còn không có nước để uống cho no đâu nghe. Thế thì thiền tập nó mang lại hạnh phúc cho các vị tức thì. Nó không mang cho các vị làm giàu làm có của có tiền gì thêm cả. Nhưng mà nếu người ta có một chút công phu tu á, thì tự nhiên người ta làm cho đời sống người ta nó tràn đầy, nó sung mãn ngay hiện tiền thôi. Họ mãn nguyện với tất cả những điều họ có. Kỳ thực là đời sống này chưa có một cái gì lặp lại cả, mọi cái đều mới tinh. Thế nhưng mà cái tâm thức của chúng ta, điều thứ nhất là nó rất là cũ, điều thứ hai là nó suy nghĩ, điều thứ ba nó luôn bồng bềnh đi chơi rất xa. Cho nên mình tiếp xúc mọi cái, mình thấy cái gì nó cũng cũ xì, cái gì nó cũng nhàm chán, cái gì nó cũng lặp đi lặp lại. Nhưng mà thưa các vị, mình hình dung thế này để thấy nó không lặp lại. Thân này là cái thân sinh lý cũ sao? Không. Một ngày hàng triệu tế bào máu nó chết đi, hàng triệu tế bào máu sinh lại. Một ngày máu các vị luôn bơm vào bơm ra. Và mình hình dung rằng là máu của chúng ta nó đi một vòng vô thân nó, một vòng vô thân nó đen tím tái. Thế rồi nó trở lại, nó đi vào tim, nó đi ra.
đi ngang qua phổi, qua gan, vào tim thì nó lại đỏ thấm lại. Thế thì cái chu kỳ máu chưa bao giờ là cũ, chu kỳ tâm thức các vị cũng chưa bao giờ cũ. Mà nếu mình có khả năng an trú được trong thiền tập thì các vị sẽ tiếp xúc với đời sống này từng phút một bằng cái tâm thức tươi mới, tỉnh tại, an lạc và hạnh phúc nó đến liền. Còn nếu mà không có công phu tu á, thì thưa các vị mọi thứ nó trở thành nhàm chán, tẻ nhạt, buồn bã. Mình thấy mỗi ngày đều lặp lại lặp lại. Mình thấy cái mặt người ông chồng của mình cũng cái mặt đó, không khác gì cả. Thấy mặt bà vợ mình cũng cái mặt khó ưa đó, không khác gì cả. Thế nhưng mà nếu có một chút công phu tu thì nó khác à. Các vị sẽ thấy là mỗi ngày đều khác cả, mỗi ngày đều mới cả, không có gì lặp lại. Có một anh chàng chủ một cái tiệm bán đồ tạp hóa thường thôi, người ta rất là kinh ngạc là tại vì anh rất là ghiền chụp hình. Sáng anh ra anh chụp một bô cũng cái tiệm đó, trưa anh chụp một bô, chiều chụp một bô, và anh làm thành 10 cái album như thế. Thế rồi 10 năm sau có người bạn tới chơi với ảnh, hỏi chứ cái công trình của anh trong 10 năm anh buôn bán ở đây có điều gì làm cho anh có được niềm vui và hạnh phúc không? Anh nói có chứ, niềm vui của tôi tràn đầy. Hỏi niềm vui là chi? Nói tôi tập trung mười mấy cuốn album vô cùng đẹp, vô cùng tuyệt vời, xin khoe với anh. Anh bạn lật ra, có gì đâu, chỉ là cái cửa tiệm sáng trưa chiều gần đó cũng cái tiệm của anh. Thế chi 10 năm có đổi thay tiệm anh một lần thay bản hiệu hoặc là sửa sang gì cái mặt tiền thì anh còn có thể tự hào đây là công trình tuyệt vời, là cái niềm hứng thú. Đằng này mấy chục cuốn album anh đem ra thì tôi chỉ lật một vòng tôi biết là mọi cái hình đều giống như nhau, chỉ chụp một cửa tiệm như nhau, thế thì có gì đâu mà tự hào về công trình của anh. Anh nói không, anh không thấy cái sự khác biệt đó chứ. Mỗi buổi sáng á, sắc độ ánh nắng khác nè, khung cảnh khác nè, người ta đi bộ khác nè, những cái chi tiết vô cùng bé nhỏ nó có mặt trong từng tấm hình chứ đâu phải là 1000 tấm hình nó giống nhau. Và thưa các vị, rõ ràng là cũng cái nhà này nhưng mà các vị sáng chụp một môi, chiều chụp một môi thì các vị thấy là 100 ngày đi qua nó khác biệt chứ không hề giống. Những cái chi tiết đành đàng nó rất là nhỏ nhưng mà có mắt tinh tế thì người ta mới nhìn. Thế thì thưa các vị, con đường thiền tập nó là như thế. Khi các vị có một chút công phu tu thì mọi việc nó không còn là sự nhàm chán, nó không còn là sự lặp đi lặp về đáng chán nữa, mà mọi ngày đều mới với ta cả. Ở đời sống chúng ta, thưa các vị, cũng như nhau. Ngày tháng đất trời này tặng cho các vị thì mỗi ngày 24 giờ đồng hồ như nhau. Thế nhưng mà tùy vào năng lực thông minh của từng người mà người ta sống 24 giờ rất là hạnh phúc. Còn tùy vào cái khả năng tâm thức của những người thì 24 giờ đó là một sự nhàm chán, tẻ nhạt, cái sự phiền muộn tràn ngập tâm thức. Thế thì cũng là một ngày với nhau, cũng một sinh mạng với nhau, cũng một điều kiện sống trên xã hội này với nhau, nhưng mà ta là người bất hạnh, còn người kia là người hạnh phúc. Trời cho họ hay là họ tự tạo, họ tự làm cái đời sống họ chứ thần thánh nào cho mà trời đất nào cho. Và nếu mình quan niệm đời sống mình là một chuyến du hành, ví dụ như các vị du hành từ miền Đông qua miền Tây qua Kỳ đi, khi bước lên xe để làm một chuyến du hành, các vị nghĩ rằng là cái điểm đến để mình du lịch, để mình tham quan, để mình hưởng hạnh phúc đó, nó phải bên Cali chứ không phải đây, thì mình làm cái chi? Trên con đường đi mình không thấy gì cả, mình chỉ mong mỏi rằng tới nơi kia mình mới thưởng lãm, mình mới du lịch, mình mới ăn, mình mới uống, mình mới gặp bạn bè, mới có niềm vui. Thế thì mình bỏ luôn một cái đoạn đường dài từ đây qua Cali. Nếu người ta thông minh thì người ta làm chi? Từng bánh xe lăn trên con đường đi qua đó, thưa các vị, cảnh trí hai bên đều khác, nhà cửa đều khác, con người ta gặp đều khác, tâm thức ta trong đây cũng khác. Thế thì người du lịch mà thông minh thì họ bắt đầu du lịch lúc họ vừa lên xe, phải không? Cảnh luôn đẹp, luôn mới, luôn lạ, cái gì chẳng làm cho họ có sự ngạc nhiên. Thế thì thưa các vị, người đó rất thông minh, và trong chuyến du lịch của họ rất là xứng đáng
Còn ta, ta chấm mắm, chấm mũi vào, đến Cali ta mới du lịch, đến Cali ta mới rong chơi, đến Cali mới là cái điểm dừng để ta dạo phố. Thế thì qua đến đó thì mình làm cái chi? Mình lại nhớ nhà, nhớ về miền Đông mưa kỵ. Thế rồi cuối cùng thì đời sống ta, thưa các vị, nó bập bèo như cánh bèo, ta không gắn vào đâu được, ta không thưởng lãm đời sống hạnh phúc nơi đâu cả. Ở đây thì nhớ bên kia, qua bên kia thì nhớ về bên đây. Cuối cùng là ta cũng không có du lịch, ta không thưởng lãm gì cảnh trí mà ta tới. Và tâm thức ta nó cứ chạy như thế. Thưa các vị, thế thì đời sống ta nó là như vậy. Nếu mình có tu tập thì từng ngày trong cuộc sống này, như cái bánh xe lăn vậy, mình tiếp xúc với cái con đường và cảnh trí luôn đổi thay, khí hậu luôn đổi thay, và đất trời luôn khác chứ không có hề giống như nhau. Thế thì người đó thưởng lãm tròn đầy một cuộc sống 70 năm, 80 năm vô cùng xứng đáng. Còn chúng ta 70 năm nhìn lại, chừng như mình chưa sống bao giờ. Mình cứ hết lo lắng, hết ưu tư, hết buồn phiền, hết tất tả ngự xuôi chuyện nọ chuyện kia, rồi tới cuối cùng cả cái đùi bệnh, cái rồi hoảng sợ, hốt hoảng về chuyện chết tới nơi. Mình thấy cuộc đời quá khứ gì như nó rất là nhạt nhòa, không nhớ cái gì cả. Dường như thấp thoáng là cái ngày ra trường có được chút niềm vui, thấp thoáng cái ngày lên xe qua có chút niềm vui. Vui thì ít mà lo lắng ưu tư thì nhiều. Vì như cuộc đời mình cộng lại chỉ có vài phút gọi là rạng rỡ nhất, như ngôi sao rực rỡ thôi. Ngoài ra thì cả một cái chiều dài là thê lương, là buồn bã, là tối tăm, không có gì nhộn nhịp trong đời sống mình cả. Thế thì 70 năm, 80 năm rất là thiệt cho một đời sống. Tóm lại, khi người ta có chút tu tập thôi, thưa các vị, thì ngay bây giờ và ở đây người ta thưởng lãm được đời sống rồi. Người ta có thể vui với bất cứ cái điều gì đang có nơi tự thân của người ta. Hình hài này là quà tặng lớn nhất, mà không có một cái thứ quà tặng nào bì được với hình hài các vị nghe. Thế mà ta không bao giờ cảm thấy mình mãn nguyện, hài lòng và hân thưởng cái niềm vui của một hình hài. Cứ nhìn hình của người khác thôi. Cái chị kia sao có cái mũi cao hơn mình tức chết chi mà mình cao cái lỗ mũi như vậy. Chị kia da trắng hơn, tóc chị kia dài hơn, vân vân. Nghĩa là ta luôn là người để tâm thức mình vượt ra khỏi thân, luôn luôn đối chiếu, luôn luôn so sánh, luôn luôn tìm mọi cái bất hạnh đổ vào đời sống mình. Trong khi có tu một chút á, thì các vị đã làm cho đời sống các vị nó tràn đầy niềm vui, hân thưởng niềm vui ngay bây giờ và ở đây, không cần làm gì thêm cả. Tự các vị đã có đủ cái điều kiện, cái hạnh phúc để vui rồi. Các vị phải nhìn lại rằng là mỗi một ngày sống trên đất nước này, hạnh phúc nó phải tràn đầy. Tất cả những cái nhỏ nhoi, vụn vặt, như phiền, như giận, như ghét, như thương, cái chuyện đó nó không đáng có mặt trong tâm thức ta. Đúng nó là như vậy. Mà mình để cho nó tràn ngập tâm thức mình thì tội cho mình vô cùng, thiệt công cho mình vô cùng. Và nó tràn ngập trong tâm thức các vị, nó không những thiệt thòi cho chính các vị mà nó thiệt thòi cho rất nhiều người xung quanh. Tại sao? Mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương, mình thù hận, tâm thức mình nó nhỏ nhoi, tâm thức mình nó chật chội, nó phiền não, nó bất an. Thì cái điều hứa hẹn đó là nó sẽ tìm mọi cách để nó ban rải ra xung quanh, nó hiến tặng cho người thân của ta. Nó hiến tặng thì nó hơi văn học một chút, nhưng mà nó mình ban nó vô đầu người khác thì có. Tại vì cái phiền não trên trong các vị thì các vị phải tìm mọi cách thì các vị phát tiết nó ra cho nó hả giận. Thế thì rất là tội nghiệp cho ta và tội nghiệp cho đời sống xung quanh ta. Do vậy, thưa đại chúng, cái chuyện tu đó là cái chuyện rất đương nhiên thôi. Cái chuyện là những người có một chút hiểu biết, có một cái chút phát triển về đời sống hiểu biết, tức là có văn hóa một chút là người ta tu, chứ không có nói cái chuyện là dành cho người quy y gì hết á. Thương mình cho nên mình tu, vì cảm thấy đời sống mình nếu mà mình để cho nó chìm vô phiền não thì nó tội nghiệp mình quá. Mình muốn là đời sống mình nó phải hạnh phúc mỗi ngày đi lên, thế thì mình tu thôi. Và trên con đường tu, thưa các vị, thiền tập giúp cho chúng ta hồi phục được bản lĩnh của một người làm chủ chính thân tâm mình, và lấy lại được cái sự công bằng nhất định, đó là lấy lại được cái phẩm chất hạnh phúc mà mình vốn có.
đó là cái quyền công bằng nhất. Anh có mặt giữa trần đời không phải để anh chịu cái khổ. Đúng ra anh có mặt giữa trần đời để anh vui sướng, để anh hạnh phúc, để anh hát ca. Và chưa có một loài động vật nào được sinh ra giữa trần đời mà nó sầu thảm, nó tự giận hết. Nhìn con chim, nhìn con thú, những cái loại nó không có lương thực, nó không có kho đụng, nó không có tiền trong công băng, phải không? Và có con thú nào mà nó bị bệnh tâm thần không? Nó điên không? Có con thú nào mà nó tự giận không? Cũng không. Thế thì cái quyền tự do tập ấm của con người có mặt dưới trần đời này là cái quyền hạnh phúc, chứ không phải là cái quyền khổ đau. Khổ đau là tự anh chuốc, do đời sống anh sai, do cái đầu của anh nó suy nghĩ lệch lạc, cho nên anh tự làm cho anh bất hạnh. Chứ còn đúng ra thì anh có mặt giữa trần đời để hạnh phúc, chứ không phải để sầu khổ, để bất an. Tiến hóa được đến một cái loài động vật thì nó đã có được niềm vui hạnh phúc rạng rỡ nhất định. Thậm chí cái loài voi, thưa các vị, bây giờ người ta vẫn không tìm ra được cái tha ma bộ địa nó đâu nghe. Nó sống vô cùng là thanh thản, dù voi ở vùng rừng Phi Châu gặp nắng no, nhưng mà tới một cái chu kỳ nhất định là nó đều di chuyển từ cái vùng nắng về cái vùng có cỏ. Rồi khi cái điều kiện thời tiết sắp phục hồi lại ở miền Bắc, mưa sắp có và đời sống nó dễ dãi, thì nó bắt đầu di chuyển từ miền Nam ngược lên miền Bắc. Chim di trú cũng thế, từ Bắc về Nam, từ Nam về Bắc theo một cái nhịp điệu nhất định để nó có thể tồn tại, để nó có thể an lạc, để nó có thể hạnh phúc sống. Và chưa có một con chim di trú nào, chưa có một con voi nào mà nó bất hạnh cả. Và loài voi nó sống rất là thuận với cái điều kiện phát triển, cho nên người ta tìm không ra xương của nó ở chỗ nào, do vì tới gần chết nó biết cái chỗ nó về để nó bỏ xác, cho nên người ta muốn tìm ngà voi vô cùng mà tìm không ra cái vùng tha ma của nó ở đâu để lấy ngà voi. Nếu đời sống con người mà nó hợp với tâm thức của tạo hóa ban, tức là sống hạnh phúc như cái quyền thừa hưởng, như cái quyền tập ấm của loài người có mặt á, thì người ta sẽ sống an lạc. Rồi làm chi nữa? Chết an lạc, không có cái nỗi niềm phiền giận bất an, không có cái chuyện khổ sở khóc lên khóc xuống gì hết á. Nó rất là bình thường thôi. Anh sống một cuộc đời nó vô cùng an lạc và mãn nguyện, thì cái chết anh nó sẽ tràn đầy hạnh phúc và mãn nguyện. Do vì anh không biết sống, anh tự đọa đài đời sống của anh, anh nhận chìm đời sống anh trong lúc anh đang sống nhưng mà chưa từng sống. Thế cho nên tới chừng cái lúc chết anh mới vô cùng hốt hoảng, vô cùng tiếc nuối, vô cùng sợ sệt, tại vì cả một đời sống 70 năm chừng như mình chưa sống, mình đã bỏ phí mất 70 năm. Cho nên mình khổ sở, mình hoàng hoại trong khi chết, trong khi chưa có một loài động vật nào trước cái chết mà nó khổ như loài người cả, tại vì nó sống rất là hợp lý với cái điều kiện thân tâm cho phép. Thế thì thưa đại chúng, cái quyền tập ấm của con người đó là cái quyền hạnh phúc, chứ không phải cái quyền khổ đau. Mà thiền tập thì nó hồi phục được cái phẩm chất rất thực, đó là ta có mặt giữa trần đời này sống để an lạc, để hạnh phúc. Niềm vui nó phải có mặt trong đời sống, chứ nó không phải là cái nỗi buồn, không phải là cái sợ sệt, không phải là cái bất an, không phải là cái thù hận. Không, cái điều đó nó vô cùng vô lý. Nhìn thiên nhiên đất trời, nhìn loài động vật, rồi nhìn thấy con người, rõ ràng là chúng ta sống rất là trái với cái điều kiện mà chúng ta có mặt với trần đời. Tóm lại, thiền tập nó không có gì mà ghê gớm, nó không có gì là phải lo lắng cả. Nó là cái điều rất cần thiết cho con người sống giữa trần đời này. Và nếu các vị đã từng đọc những cái văn bản nhỏ người ta viết về cái bộ tộc Kogi hay gì ở Nam Mỹ, thưa các vị, là cái nền văn minh nó duy trì tới 5-7 nghìn năm. Và kỳ thực người ta khảo sát rằng cái nền văn minh hành tinh này, như những cái tháp cổ của Ai Cập, nó là cái nền văn minh sau nền văn minh Nam Mỹ rất là lâu. Văn minh hành tinh này nó có mặt đầu tiên là những cái vùng Nam Mỹ, Chile hay là Brazil gì đó. Và thậm chí là người ta tính chính xác đến nỗi là 200, 300
65 ngày, bây giờ thì nó chính tính chính xác 365 ngày 1/4. Nhưng mà cái thời đó cách đây 5.000 năm thì cái bộ tộc Cu Ri nó đã tính chính xác là cái chu kỳ hành tinh này nó quay 365 ngày tới 1/5 hay là bao nhiêu đó là 1 năm đó, thì các vị tính là cái nền văn minh nó cao đến độ vậy. Và cái sự duy trì nền văn minh của nó đó là người con trai vào cái tuổi lớn thì đi học đạo với một ông thầy và ẩn cư 9-10 năm thì trong núi, sau đó mới về có gia đình nghe. Có gia đình thì đời sống của họ là một dân tộc chậm tiến, không có một cái chút nền văn minh như loài người. Thế nhưng mà dường như là tới 7-80 tuổi, 90 tuổi răng vẫn còn y nguyên, không có hư, không có bác sĩ, không có gì trong đó cả. Điều thứ hai là đến một cái lúc mà tuổi họ già, họ muốn rủ xác thì họ giả từ hàng xóm láng giềng, rồi họ vô trong cái động á, họ ngồi yên đó, họ nhập định rồi họ rủ xác nó luôn. Tức là sống rất là thuận với cái nền phát triển tâm thức, cho nên họ ra đi nhàn hạ và thanh thản. Cái chết là cái chuyện tự nhiên như trở về thôi. Do vậy, thưa đại chúng, là ngay giữa trần đời này, người chưa tu như cái thế hệ ông bà ta trong quá khứ, tới gần chết thì họ đã biết được là ngày nay họ mất, ngày kia họ mất, họ đã gọi con cháu lại hay di chúc đàng hoàng, họ ra đi chứ không có hoảng loạn sợ sệt bất an gì cả. Đó là không tu đó. Còn nếu chúng ta đi vào con đường thiền tập thì thưa các vị, cái điều thứ nhất là các vị hồi phục lại cái quyền tập ấm nhất định, tức là cái quyền kế thừa nhất định là con người sinh ra để hạnh phúc. Điều thứ hai, các vị sẽ thấy một đời sống mình đó tươi mới, nó lành thiện, nó đẹp đẽ, nó xứng đáng vô cùng. Và điều thứ ba, tới lúc mình giả từ trần thế này, mình vẫy tay, mình bye bye rồi, cái mình đi rất nhẹ, chứ không có cái chuyện khổ sở, bất an, buồn phiền, cay đắng gì cả. Nó tự nhiên phải như vậy thôi. Đó là con đường thiền tập nó tặng cho chúng ta. Đó là mình giới thiệu một chút về cái sự cần thiết của thiền tập. Thế rồi bây giờ mình trở lại cái vấn đề quan trọng nữa. Đó là thiền tập là gì? Nó vô cùng giản dị. Các vị học thuộc câu, các vị làm ăn được. Tức là thân với tâm ở một chỗ là thiền tập. Dễ hiểu vô cùng, phải không? Mình làm mọi việc bằng tất cả thân và tâm một nơi gọi là thiền tập. Đừng để cho cái tâm mình nó chạy đi đâu cả, nó bắt buộc phải ở ngay nơi thân này, bắt buộc nó có mặt ngay nơi thân này. Trên cái lý thuyết căn bản nó là như thế. Thế rồi đi vào từ cái phần thực tập thì mình phải làm gì để cho tâm mình nó ở lại với thân? Hai cách. Cách thứ nhất, tập cho nó quen dần bằng cái cách là những lúc rảnh rỗi không có công ăn việc làm, thay vì mình mở tivi mình coi, thay vì mình đọc báo, thay vì mình làm mọi việc, thì mình phải buông hết mọi việc, mình ngồi yên bích, ngồi yên bình trên sofa hoặc nằm dài. Nếu mình cảm thấy ngồi nó mỏi lưng quá, thôi nằm thiền cũng được. Bắt tay vô bụng vậy. Các vị đặt tay vô ngay cái vùng cúng rúng của các vị, cảm nhận rằng hơi thở các vị đi vào nó làm cho bụng mình phồng lên, thở ra xẹp xuống. Và phương pháp này của Ngài Sanyana Mahasi Ngài dạy rất hay. Khi mình mất ngủ, các vị chỉ cần nằm yên bình, nằm duỗi thẳng người ở trên giường của các vị, các vị đặt tay nhận biết hơi thở đang phồng và xẹp, thì giấc ngủ đến với các vị rất là dễ dàng. Điều thứ hai, cái luận lý đông y nữa là thế này. Thưa các vị, khi tâm mình đặt lên đây thì máu nó lên đầu, cho nên đầu mình căng và mình dễ mất ngủ. Và tâm của mình đặt nơi đâu á, thì thưa các vị, cái điều, cái dùng đó ít nhiều gì nó cũng bị ảnh hưởng. Và càng lớn thì tâm của người ta, ý nghĩ của ta nó càng tràn lên cao. Tại sao? Thưa các vị, người càng già cái đầu của họ càng suy nghĩ lung tung, họ nghĩ không dừng được. Còn người thanh niên thì cái trái tim họ nó nói chuyện nhiều hơn là cái đầu của họ nghe. Trái tim mà nó lên tiếng nói này, cái đầu không cản được. Thậm chí cái đầu của bố và mẹ nói nó cũng không nghe nữa. Rồi lúc bé thì ý thức của các vị nó chưa tràn lên tim, mà nó ở ngay cái vùng đây. Tại vì ta
được nuôi từ cái nhau của mẹ qua hình hài ta, nó thấm từ cái vùng sự sống nó có mặt ban đầu là ở vùng cuống rúng chứ không phải là trái tim. Đến một cái tuổi thành niên thì trái tim ta bắt đầu nó mạnh, rồi dần dần càng trung niên và già thì cái đầu chúng ta bắt đầu hoạt động. Thế cho nên thiền tập đó là mình kéo năng lực ý thức trở về lại cái nguồn của sự sống, nó là ngay vùng cuống rúng này, cho nên đặt tay thở nơi đây thì nó làm cân bằng thân tâm, nó làm giấc ngủ đến rất là dễ, và nó làm cho các vị nhẹ cái đầu, các vị trở thành một người trở về cái nguồn của đời sống, cho nên nó sẽ nuôi dưỡng được cái sự sống của chúng ta, nó làm cho thọ mạng của các vị dài hơn. Người nào mà cái đầu mà nặng mà cái chân nhẹ thì thưa các vị, cái khả năng mất quân bình về âm dương nó phát sinh, rồi tật bệnh nó phát sinh. Do vậy cho nên thiền hành mình đem tâm đặt cái chân để cho tâm mình đi xuống cái bàn chân để nó cân bằng lại âm dương. Nhưng mà cách thứ hai vô cùng hay để các vị thiền tập đó là các vị đặt tay vô dùng bụng thở, nhận biết hơi thở đang vào đang ra. Kỳ thực hơi thở ta thì nó không đến cái vùng bụng này, có phải không? Nó đến vùng phổi, nó đẩy hoành cánh mô xuống cho nên nó tác động vào vùng bụng. Nhưng mà hơi thở có hai phần, một phần là cơ chế vật lý của nó, tức là dưỡng khí đi vô, một phần là tâm thức của hơi thở. Thân ta có hình hài và có tâm thức, thì hơi thở ta nó có phần thô đó là dưỡng khí, phần mềm đó là ý thức của chúng ta. Khi các vị đặt ý thức của các vị vào hơi thở thì hơi thở các vị nó có hồn, nó có sự sống. Cho nên khi mình nhận biết bụng và phòng, bụng mình phòng và xẻ, tức là ý thức của các vị nó đã dẫn đạo hơi thở xuống đến vùng bụng, cho nên nó làm cân bằng thân tâm, tái phục hồi lại cái năng lượng sự sống đầu nguồn của các vị. Cho nên phương pháp thứ nhất đó là đặt tay vào vùng bụng, thở vào thở ra, đó là một phương pháp thiền tập vô cùng dễ. Và mình thử thực tập điều này, các vị sẽ thấy giấc ngủ mình nó đến rất là dễ dàng, rồi thấy cái đầu của mình nó không còn hoạt động lung tung nữa. Cách thứ hai, thưa các vị là nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra, thì các vị cũng làm lắng dịu những cái lo âu, những cái suy nghĩ tâm thức ngược xu của các vị rất là dễ. Cách thứ ba, đem ý thức nhận biết của các vị, nhận biết toàn thân của các vị, đó là một phương pháp tôi cũng giúp cho tất cả những cái sao động của tâm thức, tất cả những cái ngược xu của ý nghĩ nó cũng dừng lại, nó bắt buộc phải ở lại ngay thân tâm ta thôi. Thế thì ba phương pháp thiền tập này ai cũng có khả năng thực tập được cả, và thực tập được mọi lúc, đi đứng nằm ngồi không hề có cái trở ngại gì cả. Và thưa các vị, mỗi một ngày nếu các vị quên thì thôi, bằng các vị nhớ thì các vị đều an trú trong pháp hành trì này để thực tập. Có điều mới ban đầu thì chúng ta chưa quen cho nên ta cứ quên, nhưng mà lâu dần các vị sẽ thấy là nó trở thành nhuần nhuyễn, nó thuần đến nỗi là các vị muốn bỏ sự thực tập này cũng không bỏ được, nó tự nhiên dính liền với các vị, tự nhiên nó sống động. Thế thì mình đã truyền đạt cái phương pháp thực tập vô cùng dễ đến các vị để các vị thực tập. Rồi cái hiệu quả của nó, điều thứ nhất thưa các vị, không hao năng lượng của tâm nha. Ví dụ như mình niệm Phật, tức là mình tụng thầm để niệm Phật, thì là cái chi? Hao năng lượng, do vì mình phải khởi ý thức để tụng thầm thì nói ra ngoài thì nó hao năng lượng ít. Điều này rất dễ hiểu, các vị thấy mình nói rầm rầm mà mình có bị tắc tiếng đâu thì nó hao ít á. Suy nghĩ hao năng lượng gấp hai lần. Mà cái dạng niệm Phật đó là một loại suy nghĩ thầm chứ không phải là cái loại không suy nghĩ nghe. Người ta buồn, người ta giận, người ta bực bội, người ta bất an, người ta tuyệt vọng, mất ngủ chừng 5 đêm đầu bạc trắng, phải vậy không? Thế thì thưa các vị, cái chuyện thầm thì trong tâm thức các vị nó sẽ làm hao năng lượng vô cùng, trong khi cái phương pháp thiền tập thì lại không hao gì cả. Đơn giản chỉ một điều đó là các vị tái phục hồi lại cái năng lực nhận biết. Thay vì để cho cái tâm thức các vị nó chạy lung tung thì bây giờ nó kéo trở về ngay nơi cái đầu của chúng ta, ngay nơi thân của chúng ta. Thế thì các vị phục hồi được cái năng lực tươi tỉnh, an lạc, nhẹ về cái tự thân các vị. Cho nên
đó không hao năng lượng, do vì chúng ta không làm thầm tụng nơi đây, và nó lại còn làm dồi dào năng lượng, dồi dào cái năng, dồi dào cái sự sinh động của cơ thể các vị. Thế thì thiền tập đầu tiên là giúp cho các vị, làm cho thân thể các vị nó có một cái năng lượng vô cùng sinh động. Và khi năng lượng của cơ thể ta giàu có sinh động thì cái điều tất nhiên đó là cái năng lực tâm thức ta nó rất là bén nhạy, nó rất là mẫn cảm, nó phán đoán rất là nhanh, nhìn là phán đoán được, nghe là biết người ta muốn nói cái chi. Tức là năng lượng tâm thức ta mà nó đủ khỏe mạnh đó, thì mọi việc ta phán đoán vô cùng nhanh nhạy chính xác. Thế thì cái điều tự nhiên nó sẽ đến, đó là có chút công phu thiền tập thì các vị sẽ trở thành người thông minh, đó là chuyện bình thường. Cái này không phải là mình quảng cáo hàng đâu nghe, chuyện này chuyện thiệt à. Tất nhiên nó vậy thôi à, quảng cáo làm cái chi, có bán được lung tung nào đâu quảng cáo. Rồi thưa đại chúng, tóm là một điều thế này, mình thấy 9 giờ rưỡi thế nơi rồi kia. Sao hôm nay 10 giờ này bắt đầu từ lúc 8 giờ ngày hôm nay. 9 giờ. Tóm là một điều thưa đại chúng, điều thứ nhất mình xin lặp lại, đó là thiền tập là một phương pháp nền tảng căn bản của đạo Phật. Nếu đạo Phật không có thiền tập thì không phải đạo Phật. Các pháp môn khác như niệm Phật, như trì chú, như tất cả các pháp môn hành trì, nó đều lấy cái nền của thiền định đặt phía dưới để tu tập. Tại vì không có thiền định thì những pháp môn kia nó không thể thành lập được. Mình hình dung rằng niệm Phật, niệm 2-3 tiếng là mình nghĩ đau nghĩ tay, đó là thiếu năng lực, thiếu năng lực thiền định, cho nên cũng không niệm Phật thành công. Niệm chú, tụng đại bi thôi, mà không có sự định tĩnh nhất định thì các vị tụng lộn tới lộn lui. Thế thì mật tông, tịnh tông, tất cả tông phái gì cũng lấy nền tảng thiền tập làm căn bản. Cho nên đừng nghe ai nói là tu Phật mà tu thiền khó lắm vân vân, dành cho căn cơ đại trí, thôi không. Cái này là cái nền. Rồi nhìn xa hơn, Đức Phật tu cái hạnh gì? Đức Phật niệm một Phật nào? Không hề niệm Phật nào. Lấy thiền định làm công phu. Trải dài theo truyền thống đạo Phật từ quá khứ tới hôm nay, chưa có một vị thầy nào thuộc kinh điển trở thành một vị thầy giỏi mà không tu thiền cả. Thậm chí các vị tổ của truyền thống Tịnh Độ Tông, thưa các vị, cũng đều là thiền sư khai triển Tịnh Độ Tông để giúp người ta tu. Đó là điều thứ nhất, để các vị thấy thiền tông là một nền tảng vô cùng căn bản cho đạo Phật, cho các tông phái đạo Phật. Điều thứ hai, thưa các vị, là thiền tập là một phương pháp nó vô cùng thực tiễn đối với người Phật tử Mỹ, đối với người Phật tử có một cái trình độ nhất định, có một nền văn hóa nhất định. Trừ khi người ta dốt quá, người ta không thể phân biệt được, không thể học tập được, không biết cái gì được, thì người ta mới tin càng vào cái chuyện cứ A Di Đà Phật xong đi cho nó rồi. Nhưng mà có một chút tri thức, có một chút hiểu biết, nhất là sống trên vùng đất này, cái đầu của chúng ta nó không phải là cái đầu như là một cái cục đậu hũ đâu. Thế thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là con đường thiền tập nó hợp lý vô cùng đối với một xã hội văn minh và phát triển. Đối với một tâm thức có được một cái chiều cao nhận thức nhất định thì người ta đều tu thiền thôi. Điều thứ ba, thiền tập là một phương pháp vô cùng là hiệu quả đối với, không phải là người già nghe. Người già tất nhiên rồi, nhưng mà người trẻ, anh học trò, một doanh nhân, một cô gái, một cậu trai, một người sửa soạn lập gia đình, một người đã có gia đình, rồi một người đang gần gũi với cái chết, cái công phu thiền tập cũng rất là cần, thưa các vị. Tóm lại, già trẻ bé lớn, giới hạn tuổi nào, công phu thiền tập cũng đáp ứng được cái nhu cầu cho họ cả. Và điều thứ tư, thưa các vị, không có một phương pháp nào nó vô cùng thực tiễn, chứng nghiệm hiện tiền và người ta có thể chứng nghiệm được nó như phương pháp thiền tập cả. Không có chuyện mù mờ là cứ niệm Phật lai rai đi rồi tới chết thì anh mới thấy hiệu quả, thứ không. Ngay bây giờ tại đây
anh ném hương vị Phật pháp anh hành trì thì anh thấy rất rõ ràng là hiệu quả nó đến liền thôi. Tất nhiên là không phải mình là người tu thiền là mình quảng cáo pháp môn, tại vì thưa các vị, mình đã có điều kiện đối chiếu và mình đã từng niệm Phật, mình đã tu chứ không phải là không biết niệm Phật đâu nghe. Thế thì những hiệu quả này thưa các vị, rõ ràng là ta nếm được, ta trải nghiệm được. Rồi điều thứ năm mình xin tổng kết lại là phương pháp tu thiền để cho các vị nếm trải được, nó vô cùng dễ thực tập chứ không phải khó. Nằm thực tập cũng được, ngồi thực tập cũng được, đi thực tập cũng được, rảnh rang, nhàn hạ thì thực tập cũng được, mà bận công tác thì thưa các vị cũng cứ làm được. Và nếu anh là người học trò thì cái công phu này rất cần để anh có thể trở thành một người học trò giỏi. Nếu anh là một người chồng trong gia đình thì anh rất cần để anh trở thành một cái rường cột của gia đình, ban phát hạnh phúc cho người thân của anh. Nếu anh là một người vợ thì cái điều này cũng càng cần, tại vì anh có tu tập thì anh làm cho hạnh phúc nó có mặt trong đời sống gia đình của anh. Anh biết cách nuôi con, vân vân. Và cuối cùng một điều kết luận nữa thưa các vị, đời sống chúng ta là như nhau, 70 năm, 80 năm giữa trần đời này nó có thể dài hay ngắn hơn nhau không quan trọng, mà hơn nhau ở chỗ là phẩm chất của đời sống mới quan trọng. Cái bình chứa không quan trọng, mà nước chứa trong bình mới quan trọng, phải không? Có thể cái bình đó mình xanh, có thể cái bình đó mình inox, có thể cái bình đó là cái vỏ bầu người ta gọt ra, thế nhưng mà chứa trong đó là rượu ngon thì cứ là rượu ngon, chứa trong đó là thuốc trường sinh thì cứ là thuốc trường sinh. Thế thì hình dáng con người không quan trọng, tuổi dài của thọ mạng không quan trọng, nhưng mà phẩm chất đời sống con người mới là quan trọng. Nếu con người đó 70 năm có mặt giữa trần đời mà họ liệm nó vô phiền não để cả một đời chìm trong khổ sầu, chìm trong ưu tư, chìm trong giận dữ, thế thì đời sống đó là một bình rượu độc. Tại vì họ tự hủy hoại đời họ, là hủy hoại tất cả những người gần gũi thân yêu với họ. Cái gì có trong anh thì nó tìm mọi cách nó đổ vào những đời sống chung quanh thôi à. Đời sống chung quanh đó là chồng của anh, vợ của anh, rồi con cái của anh, đó là những sinh linh bé bỏng, nó là đủ thôi. Thế cho nên 70 năm mà mình không khéo thì mình hủy hoại đời sống mình hủy hoại đời sống của bao người. Trong khi đó thưa các vị, nếu có một chút công phu tu thì 70 năm hay là ít hơn hay nhiều hơn gì, thưa các vị, đời sống người ta mỗi ngày người ta đều hân thưởng được an lạc, hạnh phúc, niềm vui. Người ta thưởng lãm được một cuộc đời du lịch của người ta. Rõ ràng là từ bước chân lên xe cho tới đi xuống bến xe người ta thưởng lãm được. Còn mình thì thưa các vị, cả một cuộc đời dài 70 năm mình không thưởng lãm được cái gì cả. Tới cuối cùng sửa soạn vào cái chết, mình nhìn lại dường như cuộc đời mình trống rỗng, trống rỗng. Tình trạng tệ hại hơn, nhìn lại 70 năm của cuộc đời mình rất là tội nghiệp. Mình chút phiền, chút giận, chút khổ, chút đau, lòng của mình nó trĩu nặng cho tới lúc chết mà vẫn còn trĩu nặng. Thế thì tội của mình, cho mình vô cùng. Và thưa đại chúng, đúng 9 giờ rưỡi rồi, dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Mình nói rồi quên mất tiêu rồi. À, phương pháp thứ nhất đó là đặt tay vô bụng, thở vào thở ra, nhận biết bụng phồng và xẹp. Thứ hai là nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra. Phương pháp thứ ba là niệm thân hành. Dạ. Xong. Dạ rồi, xong ha. Dạ thôi, hồi hướng đi. Ờ, dạ bà cụ. Dạ. Dạ thôi, thôi cô xá rồi. Dạ. Ồ, hay quá. Anh có phước à. Cảm mời quý vị chắp tay ta hồi hướng. Chúng sinh vô